Hello, xin chào tất cả anh chị và các bạn và chào mừng anh chị trở lại cái video ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì muốn chia sẻ anh chị cái lý do tại sao năm nay xe nó rẻ. Thì cái lý do năm nay xe nó rẻ và tại sao thì có nhiều nếu mua xe năm nay thì sẽ có lợi. Thì đầu tiên cái lý do nó rẻ là bởi vì năm nay ngân hàng ấy là khó cho vay. Điều đầu tiên là khó giải ngân. Việc thứ hai đó là từ cách đây khoảng hơn một năm trước thì những cái xe mà nếu như định giá bên thứ ba họ không định giá được cái xe đó trên 300 triệu thì sẽ không cho mua. Việc tiếp theo nó đó là như này này, cái lãi suất của năm nay là nó tăng. Và cái đặc biệt cái thị trường Việt Nam năm nay nó sẽ còn vất vả hơn nữa. Đó là cái gì ạ? Đó là khi mà chúng ta các hệ thống, đặc biệt là bác Trọng năm nay đốt lò rất là mạnh. Thì khi đốt lò như vậy thì nhiều những cái việc mà ngày xưa ví dụ như chúng ta có thể là bôi trơn hay là chúng ta nói là có thể là tiền đi đêm ấy, thì là nó sẽ dễ dàng để có thể xử lý công việc hơn. Nhưng mà với cái điều kiện như năm nay là các người ta không dám làm như vậy, cho nên là bác Trọng đang đưa cái tất cả những cái hệ thống đang đi vào quy củ và nề nếp hơn, cho nên là nhiều những cái việc mà dẫn đến là tiền nó bị thắt chặt, đặc biệt là một vài những cái hệ thống ngân hàng lớn của thế giới đang suy thoái và cán cân đang được thay đổi. Bởi vậy cho nên là xe ô tô năm nay các bạn anh chị các bạn thấy là năm nay nó rất là rẻ. Và đối với năm 2020 và 2021 thì xe thậm chí là đôi khi có những xe chạy qua một năm rồi bằng xe mới. Và cái lúc đó giả dụ như những chiếc xe bán tải BT50 hay là những chiếc xe Ford XLS hay là Ford Ranger và một vài những dòng xe khác nữa, thì cái năm đó ví dụ như là năm 2021, 2022 thì anh chị có thể thấy rằng là chiếc xe mà Ford 3.2 đời 2017 nó có thể 630 đến 730 triệu. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì xe nó đã tụt đi rất là nhiều. Và đơn cử như những chiếc xe như thời điểm hiện tại như những năm trước, đối với những cái chiếc xe như thế này thì loanh quanh vào thời điểm bây giờ anh chị có thể thấy rằng là nó đã giảm nhiệt so với những năm trước. Đối với những chiếc xe mà cực kỳ đẹp thì nó sẽ giảm đi loanh quanh đâu đó khoảng một ít tiền, khoảng đôi chục. Còn đối với những chiếc xe mà cực nhiều tiền thì giảm đi rất nhiều. Đối với một vài những dòng xe, ví dụ như là Ford XLS, cách đây có vài hôm em mua có vào khoảng hơn 400, nhưng mà năm trước nó vào khoảng tầm 540 đến 560. Nhưng mà năm vừa rồi em bán có 460, 445 triệu. Tùy vào những cái con xe đẹp hay xe xấu. Thế thì anh chị có thể thấy rằng là nếu như thời điểm bây giờ chúng ta mua thì biết đâu cán cân nó có thể thay đổi. Cách đây khoảng 2019, 2020 thì có nhiều nhận định rằng là xe nó khó có thể thay đổi được. Nhưng mà khi mà thị trường Covid nó đẩy xuống và sau đó thì xe nó tăng một cách vọt, nó tăng chóng mặt lên. Nhưng bây giờ nếu như đối với năm nay thì anh chị sở hữu xe ô tô là có lợi. Đầu tiên ý, có lợi là gì? Đó là với thời điểm bây giờ nếu như chúng ta mua xe thì cũng nên cân nhắc là lựa chọn những con xe làm sao cho nó vừa với túi tiền, đặc biệt là giảm đi mua ít hơn túi tiền của mình thì tốt. Đây là một lời mà khuyên chân thành đối với anh chị và bản thân em cũng vậy. Những năm nay thì lựa chọn những cái xe làm sao nó chất lượng, ít tiền và giúp cho khán giả, giúp cho khách hàng của mình có lợi hơn. Buổi sáng ngày hôm nay cũng có nói chuyện với hai vợ chồng của một anh chị. Anh ấy có hỏi rằng là nếu mà theo chú thì để mà tư vấn tốt nhất, và nếu như chị mà là vừa là người kinh doanh, vừa là làm công chức thì chị có khả năng mua xe nhiều tiền hơn. Nhưng mà theo chú thì nên mua như thế nào thì em có nói rõ là như này này. Đối với một ô tô thì một năm nó khấu hao khoảng 20-30. Đặc biệt là nếu như anh chị mua xe mới thì một năm nó khấu hao có thể nhiều hơn. Chẳng hạn như cái xe khoảng hơn 300 triệu, cả thuế và hơn 400 thì một năm nó khấu hao loanh quanh đâu đó khoảng 100 gì đó. Nhưng mà nếu như những xe Vios hay là những cái xe Sorento thì có thể khấu hao hơn. Thấp nhất là đối với dòng xe Vios, nếu như là form mới và thật đấy 2023 bây giờ, nếu anh chị mua mà bán ngay năm sau, tức là khi mà kinh tế nó gặp phải suy thoái mà mình bán ngay thì có thể là sẽ phải lỗ đâu đó loanh quanh đâu đó khoảng tầm từ 140 cho đến khoảng 180-190 triệu. Nhưng nếu như anh chị mua một chiếc xe cũ thì có thể khấu hao khoảng 20-30, thậm chí là thời điểm như bây giờ thì anh chị có thể mua, nhưng mà biết đâu thị trường khi phục hồi quay trở lại thì có thể là nó sẽ không lỗ hoặc lỗ rất ít. Và việc của mình thời điểm như bây giờ là càng giữ gôn được thì càng tốt. Ý ở đây là gì? Đó là chúng ta giữ mà cho không thủng lưới, hay là giữ bảo toàn về kinh tế
đặc biệt là bảo toàn về tài sản của chúng ta thời điểm bây giờ là yếu tố vô cùng tuyệt vời. Và đó là cái lý do mà tại sao muốn chia sẻ anh chị là cái xe năm nay nó rẻ như vậy, và việc của chúng ta có nên mua thì mua với mức độ ít tiền hơn mình có. Và tiếp theo rằng là mua xe năm nay thì có thể là anh chị sẽ có lợi hơn so với năm trước. Nếu như năm ngoái anh chị mua thì năm nay chắc chắn là phải lỗ. Nhưng mà năm nay thì giá xe nó tụt đến thời điểm này thì gần như là anh em đang nói chuyện và bình luận với nhau rằng là xe bây giờ nó có thể là đang ở cái mức độ, tức là nó ở ngưỡng gần như là nó là đáy ngang, đi ngang rồi. Không còn có khả năng là giảm hơn được nữa. Bởi vì anh chị hình dung rằng là khi mình có tài sản mình cũng không thể bán quá, bán tống, bán tháng được. Nhưng mà mình phải chấp nhận lỗ ở cái mức độ nào đó để mình duy trì cái cuộc sống và duy trì cho cái năng lực mình có thể trả được. Thì đó là cái lý do mà anh chị muốn chia sẻ với anh chị. Và rất cảm ơn anh chị đã theo dõi cái video ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ lại gặp lại vào nhau vào những cái video mà muốn chia sẻ với anh chị nhiều kiến thức hơn nữa. Cái lý do mà tại sao mà mọi người mua xe mà luôn luôn là thất bại, hay là mua luôn luôn phải những cái xe mà tai nạn. Thời gian tới ở cái video đằng sau sẽ chia sẻ cho anh chị. Và cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Và chúc anh chị có một buổi chiều vui vẻ, hạnh phúc. Và hẹn gặp lại anh chị vào những video clip tiếp theo.